So với đất liền, những chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng ngọn gió đã đón Tết cổ truyền sớm hơn thường lệ. Khi những con tàu từ đất liền rẽ sóng khơi xa, mang theo những hương vị Tết cổ truyền từ đất liền ra với biển đảo xa xôi. Tết ấm áp đã về với những người lính đảo, không ồn ào và náo nhiệt như những thành phố lớn, nhưng không khí Tết tại các trạm radar ở Trường Sa cũng đủ đầy để làm cho mỗi người con xa quê đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió ấm lòng. Mùa xuân ở Trường Sa thường đến sớm hơn so với các vùng miền khác trên Tổ quốc. Tờ mờ sáng, thiếu úy chuyên nghiệp Ngô Đăng Thịnh, trạm radar 570, đảo Bình Ba, thuộc xã Cam Bình, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, lại tất bật với công việc trực ban ngày Tết của mình. Cùng với chiến sĩ nghĩa vụ, hai anh em rong ruổi hơn 2 cây số đường, lựa chọn từng con cá, bó rau, những miếng thịt ngon nhất, để có những khẩu phần thực phẩm chất lượng cho cán bộ chiến sĩ đang công tác, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu và công tác trong những ngày Tết tại trạm. Đi chợ mua thực phẩm hàng ngày thì tôi mua thực phẩm luôn lựa trên tiêu chí đầu tiên là an toàn thực phẩm và những chọn những thực phẩm tươi sống và đảm bảo sức khỏe cho bộ đội, và thường lựa chọn những chỗ mình có mối quan hệ tốt với dân và mua hàng đảm bảo có uy tín. Mình khẩu phần ăn của mình thì theo định lượng thực phẩm hàng ngày, nhưng mà luôn đảm bảo là có 3 món, đó là một món thịt, một món cá, có món rau xanh và canh. Ở đơn vị trong ca trực của ngày Tết, mỗi người một việc, các anh nuôi khác lại đang tất bật với công việc mổ gà, giết heo, thổi cơm để chuẩn bị cho bữa cơm giao thừa. Tuy mỗi người một quê hương, nhưng với họ luôn thể hiện nét gần gũi, gắn bó, tình thương và trách nhiệm. Điều này đã giúp nhiều cán bộ chiến sĩ trẻ lần đầu đón Tết trên đảo, phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê, vững lòng bám trụ nơi mênh mông sóng nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong những ngày Tết. Đơn vị cũng đã triển khai là thứ nhất là tăng gia, triển khai các cái vườn rau để trồng thêm rau cho bộ đội, để làm sao mà bộ đội đến Tết là có đủ rau xanh để ăn, bởi vì như các đồng chí biết là thời tiết vào trong dịp Tết này thì nó rất xấu, mà đảo thì nó cách ở cũng khá xa so với đất liền, thì việc vận chuyển các cái lương thực thực phẩm ở từ trong đất liền ấy nó ra đây thì nó rất chi là khó khăn, nên là đơn vị đã chủ động đấy, có cái một số là chăn nuôi đàn heo, là thêm tăng sản xuất, rồi trồng rau xanh, rồi nuôi thêm gà vịt, là đảm bảo cho bộ đội là có thể ăn một cái Tết ngon và an toàn tiết kiệm. Để động viên cán bộ chiến sĩ an tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, Ban Chỉ huy các trạm radar thuộc Trung đoàn 451 ở các đảo Bình Ba, Hòn Tre, Phú Quý đã tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón Tết cho cán bộ chiến sĩ, chuẩn bị bánh mứt, lập bàn thờ Tổ quốc. Để có một cái Tết đầy đủ cho cán bộ chiến sĩ, ngay từ đầu tháng Chạp, trạm radar 570 đã lên kế hoạch lo Tết. Nào thực phẩm, gia vị đều được đặt mua từ đất liền. Dường như chưa bao giờ lỗi hẹn, cứ vào dịp Tết đến xuân về là các chiến sĩ Trường Sa lại cùng nhau bắt tay vào trang trí hội trường, nơi sẽ tổ chức làm lễ đón giao thừa. Cân đối thực phẩm trong những ngày Tết thì là hợp lý, đảm bảo thực phẩm tươi sống và đặc biệt là công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Còn về công tác mặt tinh thần ấy, thì đội ngũ cán bộ đơn vị là cũng thường xuyên là động viên anh em là an tâm tư tưởng công tác, bởi vì cuộc sống cũng thế thôi, có đồng chí thì 1 năm 2 năm, có đồng chí thì cũng phải nhiều năm, nhưng mà cái dịp Tết đến thì cái tinh thần anh em thì ai cũng tình cảm chung thôi, là ai cũng xa gia đình, ai cũng nhớ gia đình cả, thì mình cũng nào cũng tốt công tác tư tưởng để động viên cho anh em là tạo ra cái thế trong cái hoạt động vui, đơn vị là vui tươi phấn khởi, thì anh em cũng đỡ nhớ nhà, là cũng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Năm nay là năm đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà, cảm giác rất là nhớ nhà và để gác lại nỗi nhớ gia đình, tôi tạm gác nỗi nhớ sang một bên để hoàn thành tốt nhiệm vụ để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mâm cơm tất niên được dọn ra, tuy không cao lương mỹ vị nhưng đủ đầy hương vị Tết từ đất liền, cũng đủ đầy những món ăn, thực phẩm ngày Tết của dân tộc. Những món ăn dân dã này đều do bàn tay của những người lính trẻ trên đảo đảm trách.
bên mâm cơm, họ kể cho nhau nghe cái Tết ấm áp ở quê nhà, về tình yêu thương gắn bó của đồng đội. Chiến sĩ đã cho chúng tôi hiểu hơn về tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn của người con đất Việt. Về mặt về chuẩn bị cho đón Tết, về cái đời sống để về đời sống bảo đảm cho những cái ngày đón xuân thì là đến bây giờ đối với trạm 565 là cũng chuẩn bị tương đối đầy đủ về cái lương thực thực phẩm và các cái gia vị của ngày Tết là bảo đảm tốt. Hai nữa là cái không khí đón xuân thì mọi chiến sĩ đều háo hức và có cái công tác chuẩn bị cho cái việc đón xuân là vui chơi về văn hóa tinh thần và tổ chức các cái hoạt động là thực sự là ý nghĩa cho các cái ngày xuân, tạo cái không khí vui tươi trong đơn vị. Giữa thời khắc thiêng liêng ấy, người chiến sĩ hải quân vẫn không quên nhiệm vụ canh gác biển trời. Các anh vẫn liên tục thay ca làm nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ chủ quyền của đất nước. Xuân ở Trường Sa là thế. Cái Tết của những người lính nơi mảnh đất Tiền Tiêu không chỉ là sự giao hòa giữa đất trời, mà nó còn là tình yêu biển đảo luôn chất chứa trong trái tim mỗi chiến sĩ với khát vọng hòa bình vì một Trường Sa thân yêu. Và cứu nạn cứu hộ. Sau 20 phút chữa cháy trong điều kiện hẻm nhỏ, nhà nằm trên đồi, công tác chữa cháy đã hoàn tất. Mặc dù ngành chức năng và người dân đã nỗ lực cố gắng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, nhưng hai cháu nhỏ mắc kẹt trong nhà đã tử vong.